Tuấn phò mã thấy không, tin tức đưa lên triệu view ở TikTok, càng càng rình đám càng nổi bật thì càng nhanh vô tù, nếu vi phạm pháp luật sống lệch chuẩn sơ hở một cái là bút ngay là ngồi tù, gỡ lịch có cái tiền án, có cái tiểu sử ngồi tù phiền phức, sống yên sống lành. Còn không xong, không thấy gì kiếp người mà đòi đuổi vào trong cám, đòi dính dấp tới chính quyền. Mày thấy không Ngọc Sơn, mày mở căn phòng của mày Star One TV, ngày xưa mày để cho lên video chiếu lên trực tiếp là đốt tiền, khinh người chửi nhau như chó với mèo. Cái phòng của mày chửi người nghèo đi nít đen, cái phòng của mày khinh người qua lớp áo mắt, người này chửi người kia. Có tao là nạn nhân, một ân nhân, một người phụ nữ bệnh tật mắng nhiếc sỉ nhục bêu rêu xúc phạm mày, kênh kiểu với mẹ mày lên hút tiền. Mẹ mày ở Việt Nam với mày ăn chay đội lớp Bồ Tát, đội lớp người tốt, người làm từ thiện, làm từ thiện phát gạo cho người ta coi, lấy bằng làm từ thiện, mua cái bằng làm từ thiện, đóng tiền để được cái bằng làm từ thiện để lên báo, rồi vên cái mặt lên người tốt người từ thiện. Mày người làm từ thiện mà mày mở cái phòng từ khi mày khai trương cho tới mày đổ nát nằm ngoài đường, mày vẫn không bao giờ biết liêm sỉ. Cái phòng của mày, những người xung quanh mày, những đứa, những con, những thằng đi theo mày luôn lấy tao làm nạn nhân, một ân nhân, một người mà xây dựng cho một cái cộng đồng trang mạng ăn mày ăn bát ăn ké sống nhờ vào cái bóng của tao, trong đó có mày và mẹ mày. Mày thì kiếm tiếng, kiếm quyền lực, kiếm danh, kiếm chỗ ngồi để tụ tập cái phòng đông, còn mẹ mày thì làm thủ quỹ dơ vét tiền bao thóp ăn chia với cái thằng Hồ Quý Ngọc, thằng Hồ Tiểu Nhân. Mày thấy ông Ngọc Sơn quả báo nhãn tiền đặt vào cái kênh YouTube của tao, đặt vào trong cái bao thóp để mà xúi dục những cái phòng đá đuổi tao và xúc phạm, thì ngày hôm nay dục nhân quả những trang mạng xã hội, tao nói tiếng Việt Nam là nguyên tất cả những trang mạng xã hội ở trên quốc tế, ở trên internet này, nó không riêng cá nhân một trang mạng bao thóp, nó còn có việc single, việc phân nha, còn có Zalo, còn có Facebook, đặc biệt là trang mạng Facebook tập trung dân bao thóp, từ Facebook qua, từ bao thóp qua Facebook, mà Facebook là có mày đang kiếm cơm, đang mở cái kênh. Thì hôm nay bao thóp tao ngồi ở trong bao thóp giáp lộng hành động tay tao mất dạy, tao kêu bề trên, tao giác người khuất mặt khuất mày, tao không cho ăn theo thị trường nhờ sự xuất hiện của một trái táo thơm này, chủ của trang mạng YouTube, chủ chủ của trang mạng Facebook và những trang mạng xã hội lớn. Chưa biết rõ trái táo thơm là ai, phóng viên nhà báo trong ngoài nước, truyền thông luật pháp chưa để ý kịp, nhưng công an mạng biết tôi là ai. Những người có giao tiếp với tôi ngồi tại bao tốt 21 năm qua biết tôi có sự ảnh hưởng lớn ở đâu ra. Tôi là cái đầu tàu đem tới cái duyên, đem tới cái phước lành, đem tới cái thời. Tôi ở đâu thì ở đó đông. Từ cái tôi xuất hiện trên YouTube này, nhờ tôi trên YouTube này, ăn theo tôi là có thêm cái thời. Trang web YouTube này ăn nên làm ra, Google YouTube này kiếm tiền bạc tỷ Mỹ Kim, cả trăm triệu tỷ Mỹ Kim. Tiền của những cái sự quảng cáo làm ăn câu like, câu view, mượn nhau để mà có một cái trang mạng sống mỗi ngày y như cái bao thóp. Tôi cho rung đông từ năm này qua tháng kia ngày nọ kéo dài 21 năm tuổi xuân của tôi, nên trang mạng bao thóp mới duy trì tới bây giờ, nếu không sập đổ nát từ mười mấy năm về trước. Khi tôi dẹp không còn ngồi bao thóp thì ở đâu ra? Mười mấy năm qua không có tôi gọi tên Ngọc Sơn, tôi gọi tên để cho được cái sự may mắn từ tôi cứu. Coi thấy truyền thông đưa lên một thằng ca sĩ bê bối nhân phẩm bị lên án, bị tẩy chay, bị bỏ rơi. Một thằng ca sĩ quen với gái mà bị gái lên án, đi thưa gửi là hạ bếp con gái người ta, lợi dụng thân xác người ta bê bối tình duyên. Một thằng ca nhạc sĩ mà suy đồi đạo đức, dính líu tới ăn chơi tụ tập bị mang tai tiếng,
bị tù treo, bị giam lỏng ở trong nhà. Một thằng đi chơi gái bị gái bỏ. Một cái thằng lên bao thuốc tụ tập côn đồ mất dạy, lên giáp lấy tôi làm nạn nhân lừa đảo tình tiền. Mày với mẹ mày là đồ độc ác, đồ rác xã hội, đồ bẩn thỉu của thị trường internet. Mày ăn theo thị trường, người ta làm game mày cũng làm game, người ta mở rung giang hồ mày cũng cắp đầu vô mày mở rung giang hồ, người ta đòi làm vua khùng, vua đại ca khùng mày cũng vậy. Mày á, ăn theo chạy theo, người ta làm cái gì là mày ăn theo, mày bắt chước, mày tài ở đâu? Hạ Ngọc Sơn, người ta nhận học trò mày cũng chạy theo thị trường mày nhận học trò, người ta nhận con nuôi cái mày cũng nhảy theo trào lưu mày nhận con nuôi, người ta nhận đệ tử cái mày cũng nhảy ra mày làm trò, người ta bây giờ đẻ con mày cũng nhảy ra mày làm cái trò nhận con nuôi đẻ con của mày, không? Người ta làm cái trò hôn nhân, có người yêu ở nước ngoài thì mày cũng nhảy ra mày gài tao vô. Mày ăn rồi tốt ngày mày mất dạ với mẹ của mày. Tao không chửi mày 17 năm cứu mày thì mày chẳng còn cái mạng ngày hôm nay. Hôm nay mày thấy ông Ngọc Sơn, tao có từng nói rằng hãy đụng tới tao là tất cả những trang mạng xã hội ăn theo tao. Những trang mạng xã hội đều có dân báo tốt ngồi, đều có những kiều bào Việt kiều ngồi tại trang mạng báo tốt. Xúc nhờ vào trái tốt tôm này, xúc nhờ cái bốc của tao, sự ảnh hưởng của tao. Sự ảnh hưởng của tao không cần dân bao thốt, mà chỉ cần trái tốt tôm ở đâu thì ở đó ăn theo thị trường. Trang mạng bao thốt không phải cá nhân của người Việt Nam, mà là một cái trang mạng của người nước ngoài tại Mỹ đây mở. Có các sắc dân tộc, các màu da chủng tộc, những con người khác nhau, có những người ở hải ngoại, những người nước ngoài, khắp mọi nơi trên toàn quốc tế, khắp bốn biển năm châu, nói về cái độ hot, độ mà kêu bằng ảnh hưởng. Ba cái trò tụi bay câu like của view chỉ đơm đớp lập lòe dưới chân tao tên Ngọc Sơn. Mày từng nói với mẹ mày, mày có sự ảnh hưởng ở tầm quốc tế, mày ảnh hưởng ra quốc tế, dạy thử cái sự ảnh hưởng ra quốc tế của mày. Mày làm lợi gì với vai trò ảnh hưởng của mày? Mày làm lợi ích gì cho quần chúng, cho cộng đồng online, cho những trang mạng xã hội, cho cuộc đời này? Mày không có tao cứu mày 17 năm qua từ khi mày lật xe ở Việt Nam. Mày là cái thằng côn đồ mở phòng, mở phòng đối, mở phòng ế, mở phòng thất bại, mở phòng thủ đoạn độc ác, vô cảm, vô giáo dục, vô đạo đức, vô văn hóa, vô nhân tính. Cái phòng của mày từ lúc mở cho tới nhiều lần sập đi sập lại. Có lúc nào không đội quần tao mà nhắc tên tao không? Không ăn bát, ăn mày xong ké vào tao không? Không gọi tên tao, lợi dụng tao làm nạn nhân không? Cũng giống như cái room của vợ chồng con Hải Lý thằng Rolex. Để 5 ngày trời những con chó cắn chủ ngồi tiểu nhân gọi tên tao. Không có tên tao làm cái gì mà lên cả trăm khách. Ở đâu ra? Hả? Chạy room rần. Giỏi lắp bình có mười mấy đứa cầm microphone với dao chơi với nhau. Đi từ phòng này qua phòng kia bị đuổi, bị sập, bị đói. Giang hồ mạng bây giờ đang bị kêu bằng trả báo, nghiệp báo là có thật. Ăn của tao, sống của tao, nhờ vào tao mà chửi ngay mặt tao. Hôm nay những trang mạng xã hội đang bị đau đúng không? Người ta đọc đầu tiên nhất là trang mạng Facebook. Mà Facebook là có cái vlog của mày, đúng không? Của mày với cái thằng súc sanh kia mà vô đặt vào kênh YouTube của tao đúng không? Mày thấy ông luật nhân quả đó Ngọc Sơn đang ở lộn xộn các trang mạng xã hội. Showbiz thì đang bị phong sát, bị lên án tư cách của các người dính líu tới showbiz dọc về ngành nghệ thuật nói chung. Trong đó có mày. Mày mà hó hé, mày rụt rịch một cái là cảnh sát Việt Nam, công an mạng, công an hình sự, công an quốc tế từ trong ngoài nước bút mày, cho mày vô họp. Mày đã có án tù treo nhiều lần lặp đi lặp lại. Mày có án tiền, ác của mày ở trong đồn công an. Tao là người đích thân nói chuyện với công an ngày xưa. Tao gặp công an mạng. Tao là người đích thân cứu mày ra khỏi cái tù treo. Tao là người dùng tâm linh quỳ ở trong nhà này cứu mày. Mày tự hỏi tao có tin về tâm linh không? Mày biết tao là trái tấu tôm, không bao giờ nói bậy. Tao là người bệnh tật. Tao bệnh xương mặt chứ không phải tao bị thần kinh sống. Mày ngồi mày mắng ai? Mày lấy cái đít Ngọc Sơn đi vào trong cái bao thuốc. Mày ngồi ở đó mày gõ chữ lên, kêu đuổi xua, đuổi tao ra khỏi cái bao tốt thì mày có ngồi được bao tốt không? Mày có mở được phòng giang hồ của mày? Bây giờ mà mày vô mày cầm cái đít, mày mở cái phòng Star TV, chỉ cần em Miss MTV
em Miss, em My mà nó nộp đơn tố cáo mày ăn cắp cái nick logo của người ta. Mày làm gì có cái MTV nào của mày? Cái Star Wars MTV đó mày đã đem cái nick, cái logo đó mày đã tặng lại cho con Miss MTV làm quà sinh nhật. Mày cầm cái nick mày lặp lại giống như vậy là mày đi ăn cắp của người ta. Mày đã cho người ta rồi mày lấy lại. Tao là người ngồi với mày, mày lên mày đều, dạ mày cho tao đầm chỉ ba được mấy ngày xong mày lấy lại. Mày làm nhục với mẹ mày. Bà mẹ của mày thì đớp của tao mấy ngàn đô. Còn mày đớp danh đớp tiếc mày câu được cái rung. Mày ngồi mày lớp vào mày ngóng cùng mày kênh kiệu. Cuối cùng mày lấy cái quả cái bằng nghiệp quật. Nghiệp quật mày mới khiến cho mày lật xe. Mới khiến cho mày ngồi tù treo. Mới khiến cho cái rung mày bị người ta giật sập. Mày ra đường như một con chó. Nghiệp quật mày mới khiến mày nuôi mà thành con chó Hồ Quý Ngọc. Nó ăn rồi nó bỏ tù mày. Nó lấy tiền mày đi chơi gái, đánh bài, làm giàu. Chửi mặt mày là ngu, kêu mày là một thằng khùng, thằng tâm thần. Nó chửi cái mặt mẹ con mày là đồ ngu. Nhưng mày giật dên cái mặt vô làm con chó đội quần đó. Tao nói cho YouTube này đâu có gì sai đâu. Tao nói đây để cho mày thức tỉnh những cái bậy, cái ngu của mày. Tao cứu mày với mẹ mày. Mày ăn rồi mày trả quát đất sách cho YouTube. Chính mày là người đem nó vô nhà. Để ép sụn dùng má, dùng nick, dùng tài khoản của mày trong bao thuốc. Đụng tới tao 17 năm qua. Chính mày là để nó vô nhà, sử dụng tài khoản của mày trên YouTube này để đánh vào kênh của tao. Giới truyền thông, học trò, con nuôi, em nuôi, đồng nghiệp của mày chưa biết được sự ảnh hưởng của tao. Tao là người quỳ trước cái cửa nhà 10A Sương Nguyệt Ánh vào năm 2012. Tao dép cái đồng tiền bệnh tật cuối cùng đến Việt Nam. Tao cứu mày và tao giúp mày. Tao nhịn nhục và tao cay đắng, tao đứng giữa đường. Tao nhịn nhục để có được một Ngọc Sơn vinh quang ngày hôm nay. Mày cất nhà bạc tỷ, mày khoe của, mày sang giàu, mày hiếu thảo. Trong khi đó tao hết sạch tiền ở trong nhà nằm đường không có cái chỗ ở. Tao mang tang tiếng cho mày chỉ ba để mày được vinh quang khi người ta tấn công mày, bỏ rơi mày, hạt hại mày, ăn hiếp mày, tẩy chay mày. Mày cùng đường bí lối như một con chó nhà tan chết chủ. Mày ngồi cái bao tốt chẳng ai coi mày ra cái gì. Mày ngồi người ta khinh mày, đuổi xua mày, đánh phá mày, hạt hại mày, đẩy mày vô trầm cảm với ly rượu buồn. Mày thân tàn ma dại, mày bệnh tật, mày bị tâm thần, bệnh trầm cảm ở trong người. Biết mày bị trầm cảm mà không nỡ để mày một mình bị ăn hiếp. Mà thân tao là một người bệnh tật, bệnh xương mặt, bệnh nhịp tim, bệnh trầm cảm, bệnh đủ thứ. Không nhà, không cửa, không sự nghiệp. Mà tao vẫn ngồi, tao cố gắng, tao giúp mày. Tao hy sinh thì giờ, tuổi xuân, sức khỏe. Wi-Fi, Internet, tiền điện, tiền máy, thì giờ của tao. Những cái quý nhất của tao ai trả lại nhất là tuổi xuân, nhan sắc. Khi mà tao gặp nạn thì mới biết được chân tình. Khi mày hoạn nạn tao luôn bên cạnh mày, tao cứu mày. Còn khi tao gặp nạn cái bằng mặt mày dặn cho tao chết, chơi cho tao chết và làm nhục. Mày là cái thằng mất dạy độc ác. Mày không phải xối ca, mày là thằng hèn. Mày không phải là thằng đại ca mà mày là thằng nhục. 17 năm qua ngồi trong cái bao tốt vừa rồi, tao thấy cái nick Ngọc Sơn 3 triệu Z trước Z sau đặt lên. Kêu tao con thần kinh, con khùng này, con khùng kia. Kêu tao là cái con vô học. Thì tao hỏi mày, một người có học như mày, có bằng cấp gì thì mày đưa ra tao coi cái Ngọc Sơn. Nếu mày là người có học thì mày có cần phải hối lộ và đi mua cái bằng giáo sư âm nhạc giả của mày như mẹ mày bị đưa lên tin tức truyền thông. Mày ngon, mày có trình độ văn hóa, cần gì mày mua cái bằng cấp giáo sư âm nhạc giả của mày vậy? Tao vô học, tao thất học thiệt, tao chấp nhận. Vì tao đâu có yêu đi học, tao đâu có con khiếu đi học, tao không thích ăn học. Tao dốt thì tao nghèo nàn kiến thức, không có có bằng cấp trong trường lớp. Nhưng ít ra tao không đổi lớp, bỏ tiền ra đi mua cái bằng như mày, nhục như mày. Còn nói mày tao khùng, tao điên, tao tâm thần. Nếu tao là một con tâm thần không bình thường thì nhật á, ngày xưa hả, mày đi theo mày nói chuyện tình yêu với tao. Khi mày cần mở một cái room, mày cần một cái chỗ ngồi, mày cần được chú ý, mày cần quảng cáo sản phẩm bài ca của mày, mày cần lập lại cái room của mày là tao là người yêu của mày. Mẹ mày cũng vậy. Cái nhà của mày là cái nhà thất đức, lừa đảo, hại người, lợi dụng, gạt người, buôn thần bán thánh. Nhà mày làm gì có đạo đức mà ăn chay niệm Phật, làm gì trá hình. Cái lũ showbiz của mày lết một cái bầy thì vô trong bao thoát kiếm ăn, ngồi lợi dụng trà trộn. Lúc mà chưa có mở được cái kênh cho YouTube này, từ khi mà trái ốc thơm này đánh chết trang mạng xã hội bao thoát, dẹp cúp luôn, ốp
từ trong ra ngoài, hết chỗ ngồi, hết chỗ chứa, hết kiếm ăn, hết xạo, hết mất giải tụ tập, hết đường đi thì mới bắt đầu chạy vào cái YouTube này. Cái YouTube đông trong suốt mười mấy năm hơn, rần rần trực tiếp là tại vì tôi, vì sự ảnh hưởng của tao ngồi trên cái YouTube này, sự ảnh hưởng của một trái ốc tôm với nhiều trang mạng xã hội. Tôi đã nói chia sẻ cả mấy tuần nay, đúng không? Thì bây giờ các trang mạng xã hội lớn nhất sốc nhờ vào để kiếm tiền câu view, tiền vlog, tiền quảng cáo, làm ăn, ngoại giao vân vân, tình dục, tình duyên, trong ngoài nước. Có phải bây giờ những trang mạng xã hội đang bị sốt đau, đang bị đau không? Tại hồi trước sao không bị đau đi? Tại sao hồi trước giờ không bị đau? Tại vì từ xưa giờ có thói quen nhờ vào tôi, thói quen sự ảnh hưởng của tôi về tâm linh. Tôi là người đặc biệt, người phụ nữ đặc biệt nhất. Tôi đi tới đâu thì nó đông. Ở ngoài đời, nhà hàng, tiệm quán, làm ăn, những con người thất bại gặp tôi là sốc lại như nước, như là nước cam lồ của Bồ Tát rải. Tôi là một người phụ nữ, đi tới đâu cho đông ở đó, cho cái sự ảnh hưởng từ tôi còn ăn thua cái duyên. 17 năm qua, Ngọc Sơn sức bước sang bang. Ngọc Sơn là một thằng lếu lộc mang tai tiếng, bị tẩy chay, bị bỏ rơi. Có nhiều người nói tự nhiên sao Ngọc Sơn phát lên trở lại. Dòng nhạc bolero tự nhiên sống lại, đời không có sự tự nhiên. Mà là do tôi ở đây, do tôi cứu thằng Ngọc Sơn, tên Ngọc Sơn, thằng ca sĩ Ngọc Sơn ở đây. Do tôi đưa nó lên, nó ảnh hưởng của tôi. Đó là cái ý nghĩa tại sao tôi nhịn nhục làm chị ba này 17 năm tuổi xuân. Ý nghĩa tại sao tôi gọi nó ho nì của tôi. Tôi gọi nó ho nì là tôi đưa nó lên tôi cứu nó. Còn nó ngồi nó động lên nó sợ mất phần, mất gái, mất chỗ ngồi, mất chén cơm. Tôi lập room cho nó quay qua, nó chửi trả tôi. Thằng chó chết, thằng tiểu nhân Quý Ngọc giật room, cướp room, chạy ra mắt giết tôi ngày đêm sáng. Tôi lập cái phòng giang hồ mới chịu. Ca sĩ, nhạc sĩ, bầu xô ca sĩ mà tối ngày phải mở phòng giang hồ mới chịu. Đội cầm đầu giang hồ mạng, đội ăn chơi bay nhảy, gái gú lắc liếc nghiện ngập, tổ chức hoang đàn, xúc sanh ngã quỷ. Có mấy cái rung bài bạc là đút mặt vào. Có một người báo cáo kể cho tôi nghe, quen biết tôi nói Ngọc Sơn cũng từng chơi bài bạc ở trong nhà, cá độ bóng đá cũng là một dạng bài bạc. Không, được thắng một số tiền ngày xưa mấy trăm triệu, cũng bài bạc. Ông Sơn già, một người Việt kiều Canada nói với tôi, thằng Ngọc Sơn bài bạc dữ lắm, nó thua tiền tôi bài bạc dữ lắm, trái tóc thơm. Ngọc Sơn là cái thằng hư hỏng. Mày từ nhỏ tới lớn 16 tuổi, mày lêu lộc, mày không coi cha mẹ mày ra cái gì. Mày có thân mà mày không biết nên thân. 17 năm nay tao làm cái chị ba này tao nhịn nhục. Tao là người đẻ mày ra lần thứ hai. Mẹ mày làm gì cho mày nhờ trong 17 năm qua trong cái sự nghiệp của mày? Mày tối ngày mày đề cao, mày yêu nghề nghiệp, mày chết sốc về con đường nghệ thuật nghề nghiệp của mày, mà mày tự hủy diệt mày. Mày lên mày phát biểu linh tinh, mày đụng chạm tới chính quyền, mày đụng chạm tới lãnh tụ, người đã nằm suốt tại lăng Ba Đình, mày ở tù, mày có 331 tù treo. Năm xưa cái luật pháp nó lỏng lẻo, nó dễ hơn bây giờ, nên mày coi thường luật pháp. Mày nhờ mày lờn mặt, mày lên mày dẫn sách động cổ suy ớt lần này lần kia để lập lại cái rung của mày. Mày đóng phạt sau khi mất 1 tỷ rồi, mẹ của mày quyên răng mày, không có dám đụng tới mày. Đến Việt Nam để cứu cho mày, giúp cho mày con đường ngay. Mày không gặp, mày dên cái mặt lên để mày tụ tập giang hồ mạng. Tao về tới Mỹ, mày vẫn tụ tập mở phòng giang hồ. Tao về tới Mỹ xong nhiều lần, tao mà không bỏ cái bao tốt thì bao tốt nó không có sập. Bao tốt mà nó không sập thì mày ngồi đó, mày nước mày cắp đầu vô mấy cái động giang hồ mạng, thì mày ngồi tù một gông kéo dài tới bây giờ. Mày tổ chức có dây mơ rễ má, có gốc rễ, mày có tinh vi, mày có sắp xếp, mẹ mày làm thủ quỷ. Mày để cho cái thằng côn đồ, thằng mất dạy tiểu dân Quý Ngọc làm thủ quỷ. Hai con chó của mày thông đồng với mày. Mày cầm đầu mày ngồi đó, thì mày ăn hết cái nghiệp và cái nợ của chính phủ ở Việt Nam cộng đầu mày. Một ca nhạc sĩ mày sốc về nghề nghệ thuật, mà mày tổ chức gái để mà trụy lạc ăn chơi, mại dâm mua dâm. Một người phụ nữ vô tù cái quần ra, cởi quần ra để bán dâm trả 100-200 đô.
một cái bộ phận sinh lý mà ngồi rên từ sáng tới tối trong cái động đĩ, động thuốc, động giang hồ của một ca nhạc sĩ. Mày bị lên án tẩy chay đâu có bị oan. Mày mở cáp vào có một số người chống cộng, chửi thẳng vào đồn công an. Thì mày và mẹ mày ở đâu? Tao là cái người ngồi bên ngoài thấy cái sự nguy hiểm tác động vào mày. Từ con người mày, từ cái giá trị của mày, từ cái kêu bằng nghề ca nhạc sĩ, an ninh tách mạng tài sản của mày với mẹ mày. Tao mới đi tao la rầy, tao làm dự. Tao phải đi phân tỏa địa bàn. Mày vô cái rừng nào người ta kéo mày bậy bạ là tao phải cực khổ để mà cho cái rừng người ta đông, để cho mày có cái chỗ ngồi mày được tôn trọng. Cái điều thứ hai để cho mày được cái chị ba anh ba được tôn trọng. Cái điều quan trọng nhất là phân tỏa địa bàn, không cho gom về một rừng để mà không vô mày ảo rồi mày sống ngu si, thấp hèn mày đánh mất bản thân mày. 17 tấm tao cứu mày, kêu cái dòng họ gia thả mày ra gặp tao. Khi mày gặp nạn, đâu có một thằng con chó đẻ nào bên nội bên ngoại của mày, chỉ có tao. Cái người phụ nữ mà mày ngồi đây, ở trong cái bao thoát mày đi cái nít Ngọc Sơn, 3 triệu Z, đặt lên kêu đá, tao đi đuổi, tao làm nhục, trả thù, một thằng tiểu nhân mất dạy, không ơn không kém. Mày ngồi mày nói ở trong cái bao thoát là tao phá mày. Mày thử hỏi lại với cái lương tâm, cái đầu của mày, nha Ngọc Sơn. Mày nên tỉnh táo lại, đi uống cái viên thuốc mà sân si tâm thần, viên thuốc chó cắn trụ tiểu nhân của mày, lấy lòng tiểu nhân của mày đó lòng quân tử của tao. Mày kêu tao phá mày cái gì? Tao là người thống trị trang mạng bao tốt, tao là người trùm đĩa đã bao tốt, tao đang giáo dục mày, trừng trị mày, đang hướng thiện mày, đang đánh thức những cái bậy cái sai cái hư của mày, đang giáo dục mày lại chứ không phải là phá mày, mày nghe chưa? Tao là một ân nhân của mày, tao giáo dục mày thay cha mày, thay mẹ mày, tao thay mặt quần chúng những người dân quan, trong đó có tao là dân quan để giáo dục mày. Một thằng đàn ông, một thằng ca nhạc sĩ mất dạy chứ không phải là tao phá mày. Tao là người cứu mày, cho mày chén cơm ăn đó làm ra. Mày thử hỏi nếu tao phá mày thì tao bệnh tật, tao tới Việt Nam tao cực khổ để gặp mày cho mày đăng báo chúng làm gì, tao cực khổ đập cái chỉ báo này cho mày làm gì, tao cực khổ thức khuya dậy sớm mở phòng cho mày làm gì. Thậm chí tao còn làm cái đám cưới giữa mày với tao mà tao với mày không hề quen nhau. Bên trong là mày đang ôm gái, ôm con Ngọc người tình của mày. Nói động một cái mày lấy hình của bé Ngọc xuống để bực miệng. Mày ôm từ con đàn bà này con đàn bà kia cho người ta không để ý tới tao. Những năm qua gì lo cứu mày mà tao trở thành nạn nhân, đồ tiểu nhân mất dạy, ăn rồi report đánh sách, không còn cái kênh YouTube nào. Mày dên cái bản mặt mày lên, mày cứ tưởng rằng mày có thời ở Việt Nam. Thời nào của mày? Ngày xưa giờ mày bán được bao nhiêu sản phẩm của mày? Nếu mày không có cái sự cho câu view, câu YouTube, câu Facebook, người ta ăn được cái đồng tiền câu view, người ta tưởng thật, người ta mù quáng y như cái bao thoát. Giống như mày mở cái vòng người ta tưởng thật, mày lấy tao làm nạn nhân, mày xúc phạm, mày làm nhục, mày gai tao làm người yêu, xong mày đem con bỏ giữa chợ, mẹ mày lớp giọng ngông cuồng lên. Đã sai con biết sai nhiều lần tao cứu, tao mới là nạn nhân của mẹ con mày cần lấy công đạo. Tao mới là ân nhân của mẹ con mày cần phải cúi đầu cảm ơn, biết ơn. Tao mới là người nạn nhân của mẹ con mày phải cúi đầu xin lỗi ông chú công chúng. Tao mới là cái người cứu mày có công với mày, với mẹ mày. Vì nhờ tao mà mày ăn nên làm ra. Nhờ tao mà mẹ mày có đứa con trai tốt hơn ngày xưa, gấp tỷ thằng trước kia chưa biết tao. Nhờ tao mà mày được vinh quang ngày hôm nay. Mẹ mày, gia đình mày, người nhà mày, dòng họ mày, cha mẹ mày phải cảm ơn trên đời này gặp được tao. Cá nhân mày đó Ngọc Sơn, mày phải cảm ơn mày gặp được tao. Mày không yêu được tao là sự thất bại của mày, thấp hèn của mày. Mày không cưới được tao là sự thất bại của mày, sự nhục nhã của mày. Mày không có được tình yêu của tao cho mày, tao không thèm gả cho mày là mày biết mày thất bại cỡ nào. Mày bước vô cái bao thoát, cái vinh quang của mày làm nhục tao là cái ảo, cái nhục. Ở trong cái bao thoát, tụi nó giữa con người trong đó, nó nói một cái đúng là một cái sự thế giới ảo. Nhưng con người không phải ảo. Mày đụng tới tiền bạc của Việt Kiều, những chai rượu nhập, những tung hô vạn tuế, mày đăng báo, mày dùng truyền thông báo chí, một trái tóc thơm về tới Việt Nam gặp mẹ con mày bằng xương thịt, thì làm gì có chuyện ảo. Tao sống không ảo, mà mày mới là thằng sống ảo. Mày một ca nhạc sĩ, mày phải sống lương thiện hiền hòa, mày phải sống đạo đức có giá trị. Tối ngày mày đòi cầm đầu làm đại ca giang hồ mạng là sao? Tao mở cho mày cái phòng văn hóa, mày nhảy độc độc lên mày mở phòng giang hồ để chửi vào tao. Nhiều lần lặp đi lặp lại,
Mày ăn rồi tối ngày mày nói rằng mày đem cái nghề ca nhạc sĩ của mày lên để mày muốn khuất trương thân phận mày. Mày muốn câu tiếng, câu tiền, câu danh, câu quyền lực, quyền lợi. Mà cái mấu chốt, mà cái điểm là cái điều mày muốn là cái quyền lực tại bao thóp. Mày chỉ ta đấm ngốt, mày ngồi ở trên bao thóp. Mày một cái thằng tiểu nhân nhục. Mày kêu mấy cái rung đá tao ra. Mày có tư cách mày kêu ông Ngọc Sơn. Mày có tư cách không? Mày ngon thì mày lên cái microphone mày cầm đầu kìa mới quay. Chứ mày ngồi mày nấp dưới như một con chó nhục. Hiểu không? Mày hèn lắm, buồn vô liêm sỉ. Ngồi lên lợi dụng cái kênh YouTube của mày thưa tao. Để mà bịt miệng đóng kênh. Mà trong cái đó 17 năm là tao giúp mày. Mấy năm nay mà không có tiếng chửi của tao trận lại. Thử hỏi tao nói gì sai. Mẹ của mày ăn cơm của mày nuôi. Mà tối ngày gài mày ngồi bao thoát. Ủng hộ cổ suý mày. Bưng bít không dạy mày, không cứu mày, không bảo vệ mày. Mẹ mày là đồ mẹ tội tại ác độc. Giữa tao với mẹ mày không thù quán. Với người con gái khác người ta định công kịp để muốn vô nhà làm vợ làm dâu. Chia của hối của mày. Còn tao người phụ nữ đàng hoàng. Tao là người phụ nữ quân tử. Mày yêu tao thì tự cái tình cảm nó tự nhiên nó đến. Chứ không phải mày làm cái trò mà bệnh hoạn. Làm thục nữ. Giả nhân giả nghĩa đóng tuồng đóng kịch. Bài đặt bở địch ngọt ngào với mẹ con mày. Tao làm không được tao ói tao dị ứng. Bởi vì trên đời này chỉ có một trái tao thơm có một không hai. Mày không yêu tao là tại vì mày ăn rồi mày tham vọng. Mày đòi một cái bao tốt cho mày làm vua. Chó mày làm vua mà mày cũng không biết làm vua. Mày ăn rồi mày gài cái nghệ ca nhạc sĩ của mày lên mày thất bại. Mày đòi phải giang hồ mạng. Tao tách mày ra thì mày cắm đầu vào. Tao lập kênh cho mày thì mày phá kênh. Tao làm cái chị ba cho mày thì mày phá cái chị ba. Tao lập rum cho mày thì mày phá rum. Tao đến Việt Nam thì mày làm nhục mày phá. Tao lên đây lập kênh cho mày thì mày phá kênh. Tao làm live show cho mày thì mày phá live show. Tao chuẩn bị lập rum cho mày, mày lại phá tiếp. Mày ăn rồi mày chỉ là cái thằng bất tài mất dạy tiểu nhân. Mày chỉ là cái thằng không ra gì. Để ông trời trị mày. Tao đã nhắc tới những trang mạng xã hội. Bởi tất cả những trang mạng xã hội ăn theo là nhờ cái chỗ ngồi. Thời buổi văn minh cơm áo gạo tiền. Những cái nơi ngồi ở trên này quảng cáo làm ăn ngoại giao. Hay là nơi buồn. Như trái tốt tôm này ở nhà buồn cô đơn trống vắng. Tìm một cái nơi dựa về tâm thần. Một người bệnh tật cung đường sống. Bất hạnh ở Mỹ này. Có cái kênh mỗi ngày người ta có nói gì cũng chỉ là cái kênh. Đánh không còn một cái kênh nào suốt 12, 13 năm để trả thù tao. Bịt miệng. Để hát hại. Để mà kêu bằng vô lễ. Mày ăn cái chép cơm của tao cho. Mày sống nhờ tao mày có những cái ngày hôm nay. Mày và mẹ mày quẹt bỏ dông ơn. Cầm đầu cái bao tốt, cầm đầu thằng Quỷ Ngọc để đắt vào tao. Mày còn không biết liêm sĩ cúi đầu xin lỗi. Nếu không có lực mạng, nếu không làm giữ bắt ngày hôm nay. Không đầu từ trong ra ngoài nước thì mày còn biết sợ ai. Hả? Mày dắt cái mặt mày vô trong cái bao tốt. Mày giật còn không sợ. Để cho công an mạng làm việc với mày. Khi kéo mày lên rồi mày ngồi tù rồi. Bút mày vô trong tù ngồi rồi. Mày không có tạm giam với tù treo nữa đâu. Vì mày đã tù treo vì cái bao tốt. Mày đã tạm giam vì cái bao tốt. Mày đã có 331. Mày đã đóng tiền phạt. Mày đã bị công an mời lên. Mày đã bị truyền thông báo chí đã lên án mày năm xưa. Tội cũ tội mới chất chồng. Bây giờ mày cố tình lên mày lộng hành. Thì ông trời sẽ khiến mày ngồi tù một gông. Mà những lời nói của tao chia sẻ ở đây thật lòng. Mày đi tù ai mừng nhất? Tiền bạc của cái tài sản của mày lọt vào tay ai? Đương nhiên là thằng Quý Ngọc đã chờ 17 năm trời chờ bà già mày. Chờ mẹ mày. Chờ con đĩ mẹ mày vô hòm để mà nó vô nó hốt. Mấy năm nay tao lên đây tao trận lại. Tao ở Mỹ ra không về Việt Nam được. Nên tao cứu mẹ con mày bằng con đường cái miệng. Tao đưa lên tao nói tao chửi sùm. Tao nói đây để đánh tiếp cho mày coi lại nó. Chẳng được mày không biết ơn và mẹ mày bên giật nó để đánh sạch kênh YouTube của tao bịt miệng. Thằng Phản Phúc dâng ơn. Tao biết chứ về tao để cho nó cướp sạch. Nó công đầu mày trong cái tù treo. Xong cái tù tao nó không phải tù treo mà tù thật. Tù treo nhiều lần thành tù thật. Coi mày có ra được tù không. Mẹ con mày là cái đồ phản phé dâng ơn. Ăn cháo đã bắt ngông cùa mất dạy. Khi mẹ mày còn sống. Bỡ nịnh đi hút tiền. Để lấy những đồng tiền mất dạy chửi vào tao. Mấy cái rung đông nhất trong bao tót là do ai? Do tao cho chứ đâu mà ra. Những thằng có những con ăn tiền ngập mặt Việt Kiều ở đâu ra? Cái lũ Việt Kiều không có cái địa bàn ở đâu vô cho tiền. Đó có mấy cái phòng ế, phòng đói. 5-10 khách đó, 1-2 khách. Rung đen nó sẽ không vô cho tiền phát lệnh.
Hạ làm đại ca với cái mẹ. Còn mày đó Ngọc Sơn, tao với mày 17 năm, cái mối giao thiệp là do mày, khi mày cầm cái bích cái rung quèn của mày giang hồ mạng. Còn tao là một người phụ nữ mở vào mấy trăm khách, mày kêu tao qua mày tỏ tình, rồi mày kêu nhập rung lại đốc rung để mày đi vô cái rung của mày. Thức khuya dậy sớm cầm cái mít. Tao là người yêu của mày chứ tao yêu mày một mình hồi nào. Ai mà không biết cái mối tình của tao với mày thằng mất dạy. Ai yêu mày một mình. Rồi tự mày độc độc lên đụng tới cái rung của mày. Mày kiếm chuyện. Mày cho thằng Quyết Ngọc vừa lòng. Đâm ra thọt vào. Để lấy lòng sợ mất cách, sợ mất lòng thằng Quyết Ngọc. Mày đem con bỏ giữa chợ. Mày tính tốt mưu cầu với mẹ mày. Mày nói là chia tay tôi không quen giữ lòng tình bạn. Hôm nay là 17 năm mày không lấy vợ. Tao mà yêu mày một mình là có phải tao rớt vào cái bẫy của mày với mẹ mày không? Rõ ràng mày là thằng đểu, thằng điếc và mẹ mày là thằng lừa tình lừa tiền. Mày ôm con ca sĩ với Quỳnh, nhưng cuối cùng mày có mối tình nào với nó không? Mày lên báo tốt mày với cái con Ivy làm xì cá đồ, mày có mối tình nào không? Chính con Ivy có người tình đó ở ngoài Hà Nội. Cái thằng trẻ hơn mày là cái thằng người tình của nó 19 tuổi. Hay nó cặp ca sĩ Kê Đình Nguyễn chứ có gì với mày không? Tự con đàn bà một, mày dính líu tới có người nào? Có con đàn bà nào mà thật lòng là người yêu của mày không? Ngay cả con học trò bận áo cưới với mày, mang tay mang tiếng lên hình lên ảnh với mày, thầy với trò nắm tay nhau, cuối cùng mày có cái gì với con học trò không? Mày qua lại với con nhân viên của mày, mày nói cô bé Ngọc là nhân viên trong nhà, có trả tiền lương đàng hoàng. Tao thấy hình mày ôm con Ngọc đàng hoàng, mày để ở trong cái vlog của thằng Quý Ngọc. Chính tao phát hiện mà tao bỏ mày. Tao bỏ mày là một cái thằng lừa tên lừa tiền. Mẹ mày sau khi đốt tiền của tao xong, rồi lên trên internet, vào cái báo cáo thanh minh thanh nghe là nạn nhân của tao. Nếu mẹ con mày không có cái lòng ích kỷ sân si, độc ác chết đối cho một cái mạng xã hội, một cái bao tốt giang hồ mạng bệnh hoạn, thì mày đâu có biết lòng tao. Nếu bà cụ là một cái người tâm thiện, bà không có cái tấm lòng bất chánh bất lương đi lừa đảo hại người, đi lừa gạt tiền của trái tố thơm này, thì bà cần gì phải nhảy lên như nước đổ trong quần để bà độc lên. Mày biết không Ngọc Sơn, tao ngồi đây tao nói cho mày biết, hôm nay chẳng có gì để mất. Tao vẫn là một người bệnh tật, sống trong tiền bệnh tật. Tao vẫn là một người thuê cái phòng lây lất qua ngày vô gia cư. Tao vẫn như ngày xưa. Có thể thời gian thay đổi nhan sắc, hai năm nay bị trầm cảm nặng. Cái máy tóc hư hay là cái bề ngoài nhìn khác, xưa già theo thời gian thật, không đẹp xinh bằng ngày xưa, tại vì chưa có thì giờ ăn diễn. Nhưng tao dám đảm bảo cái tư cách của tao. Tao bảo đảm mày sẽ cúi đầu xin lỗi tao. Bởi vì sao? Tao biết tao ở đâu và tao biết mày ở đâu. 17 năm tao chưa bao giờ một lần yêu mày một mình. Vì tao là người làm từ thiện. Mày té ngựa là tao cứu. Mày làm không lại là tao cứu. Cái chỉ ba này là tao giúp cho mày. Nhưng mày không biết trân trọng. Mày không biết khôn hợp tác. Mày không biết biết điều. Mày và mẹ mày mất dạy không biết điều. Tao chửi mày và mẹ mày không có bị oan. Mày ăn rồi mày lợi dụng những kẻ nào không ưa tao, đi ngược lại để cho mày đóng mày thọt. Mày hạt hại những cô gái. Tao chửi tao là mày kêu mở đất ra. Mày là cái thớ gì mà ngồi người ta chửi tao mà tao phải nghe lời mày, để tự tao làm nhục mình. Năm xưa bằng lánh tiếp ngồi mắt chửi tao. Mày và cái thằng súc sanh kia lấy cái nick đập lên. Mày yêu có bằng lánh tiếp, có chị ba mới, không phải là tao. Mày thằng mất dạy. Cái chị ba này giúp cho mày, lập cho mày, để mày có được cái chỗ ngồi người ta không khinh mày. Một cái thằng mấy cái Việt Nam quen, một cái thằng ca sĩ quen, một cái thằng không ra gì, thằng mất dạy, đồ thằng tồi tệ, thằng tiểu dân, thằng ăn cháo đá bắt là mày và mẹ mày. Mày dám thề trước mộ của ông già mày, ba mày, trước quần chúng của mày và của tao, khi mày bị lật xe ở Việt Nam, tao là người cứu mày. Tao mà không giấy bề trên về tâm linh tha cho mày, thì tao không biết mày còn cái mạng để cho mẹ con mày ăn tiền Việt Kiều tại Bao Thốt, hay là có được cái nhà cái xe sau này mày lên trong showbiz không? Để từ từ tao đem lên cho mày. Mày ăn rồi mày nói tiếng quát, mày ăn rồi mày chơi chết những cái kênh của tao. Đồ tiểu nhân hèn vô giáo dục, đồ mất dạy, tụ tập côn đồ. Mà tao là cái người biết coi bói, coi tướng số, coi tử vi, lại là một người phụ nữ có giác quan tướng sáu. Tao là một người phụ nữ đa tài, nhiều tài. Tao đi theo mày là tao cứu mày, tao giúp mày, tao làm phước. Còn mày, mày đi theo mày đánh phá ông hết kênh này tới kênh kia. Mày vô cái bao tốt chỗ tao trị được cái tệ nạn xã hội,
tao khống chế tình hình báo tốt, mày ăn rồi mày phá nát, mày quậy nát, mày khơi động lên để mày làm vua làm cha, mày ích kỷ một mình mày, cái quyền lực của một thằng mất dạy, quyền lực xong rồi mày sống, mày ăn nhờ vào cái bóng, vào cái đáy quần của tao, xong mày làm đại ca của tao luôn, mày với mẹ mày lên làm gái mẹ với đại ca với chị đại, lên thì không bỏ tiền một cách cho làm chị ba anh ba vinh quang, còn cái bao tốt mẹ con mày phải bỏ tiền để lấy lòng, để được những cái tôn hô ca tụng ảo không thực tế. Mày mới là cái thằng sống ảo, sống nhục, sống dơ chứ không phải tao. Mày kêu ai thần kinh? Tao có bệnh về xương hàm, nó dính vào thần kinh bắt thật thật. Nhưng mà mày gọi tao một cái con thần kinh, nhưng tao tỉnh táo hơn mày nhiều Ngọc Sơn, bởi vì tao không phải người phụ nữ nói nhiều. Mày là cái thằng sống bát, sống nhờ vào những kẻ mà tao cho. Những con đàn bà mà ngồi trong bao tốt không có đề tài, hãy lợi dụng tao, nghĩ rằng tao ngồi trong chúng kế nè, để tao bức xúc tao nhảy vào những cái bích ế. Chẳng qua nhà này nuôi các em sóc hoang dã, những em sóc tội nghiệp, bị gãy đuôi gãy cánh, bị tàn tật, bị đói khổ, bị kỳ thị, bị ăn hiếp, bị bất công. Hay những em chim đói gãy cánh tới đây tàn tật, hay là có một em thỏ tối tới đây kiếm đồ ăn. Tao nuôi ba loại thú, tao làm phước tại cửa nhà. Tiền bệnh tật chỉ có một mối tao phải nuôi, nên tao mới lấy cái sự mà danh dự của tao, cái sự mà tao khó khăn nghèo để tao nhận tiền, tao làm phước cho các em. Tao mới lấy cái đồng tiền tao mua cái thùng đồ ăn cho các em chăm vào thêm một bữa ăn. Chứ tao hỏi mày đó Ngọc Sơn, tao vinh quang dứt cái bao tóc tao còn chưa lấy một đồng. Khi mày và mẹ mày tung hô đến với tao lúc rực rỡ đương kim nhất, tao còn chưa thèm. Mày nghĩ sao một người phụ nữ với tao đơn giản để cho mày ngồi xỏ mũi dắt dây, mày ngồi trên đầu tao. Mày nói với tao mày yêu tao, mày khó xử. Mày tối ngày mày đòi, mày dơ dét cái bao thoát vô nhà mày. Mày đòi lầm trùm làm cha, mày đồng chung với tao. Mà mày chung với tao toàn là tao cho mày. Còn khi tao cho mày, tao đưa mày đương kim tại showbiz, thì mày trốt, mày ôm gái, mày chơi đĩ, mày ăn chơi, mày tụ tập, mày dên mặt lên, mày hưởng thụ, mày vinh quang. Tao đưa mày lên xong là mày dắt cái thằng quý học vô chơi chết kênh của tao, ngồi dắt dao vào cái bao tốt để trả thù và chọc tức tao và chọc quê tao, đồ mất dạy, đồ thằng chó cắn chủ. Tao đã đuổi mày ra khỏi cái bao tốt, không biết liêm sỉ. Là người mày phải biết liêm sỉ, mày phải biết cái bản mặt nhục của mày. Bao tốt bây giờ còn cái tác mà kiểu bằng tàn quân bại tứ. Mày mở phòng, mày không có tài, mày bất tài vô dụng. Mày phải nhờ cái đám giang hồ chó của mày nuôi và tao nuôi. Mày ăn bát và mày chết đói vào để mày có được vinh quang. Những ca tụng tung hô vạn tuế là nhờ những con chó của một con đàn bà là tao. Mày sống trong cái đáy quần của tao thì mày có cái gì mày nuôi tao, làm thằng đàn ông người yêu của tao, phu quân của tao, người yêu của tao mà thằng đàn ông cái thân còn không lo được đi ăn mai vào con đàn bà rồi chửi cá, thì mày có cái gì mà tao nể mày và mẹ mày. Người ta người phụ nữ mà cái loại thấp hèn, cái loại hoa tàn bại liệu, cái loại kêu bằng chưa đi tiểu qua ngọn cỏ, cái loại ba dơ vớ vẩn. Còn mày nói chuyện với tao một có đẳng cấp, một người trong một cái bầu trời internet, tao chỉ mới có nói tao dẹp hết. Tao dẹp đã từ 1-2 năm nay tất cả những nơi nào mà ăn theo trái tấu thơm này, nhờ cái phước của trái tấu thơm này về tâm linh, đi tới đâu cho thời tới đó, không cần biết chủng tộc màu da, chỉ cần ngồi những trang mạng có tôi xuất hiện. Tôi không cần xuất hiện mà ăn theo tôi lan tỏa trên các mọi nơi của internet thời buổi công nghệ, rồi ra tới ngoài đời, nhà hàng tiệm quán từ Mỹ này các nơi về tới Việt Nam, vân vân. Có sự ác thù của tôi lấy lại hết. Mày thấy không? Tao chỉ cần lên tiếng là bề trên về tâm linh, khiến đau tất cả cũng như cái bao thoát. Vô hỏi xem, có phải dạo này bao thoát đau âm thanh hư không? Âm thanh không vào máy được, không vào nứt được, không làm ăn gì được không? Mở phòng là bắt đầu có chuyện âm thanh loạn. Nó giống như 12 năm về trước. Đó là về tâm linh dám đá, dám chửi, dám miêu, dám xúc phạm, dám làm nhục bằng những cái game dơ lấy tiền bạc để làm nhục một trái tóc thơm này, con ăn mày này, con tâm thần kia, con khùng nọ tiểu dân bất dạy để câu rung, câu tiếc, câu tiền, câu quyền lợi, quyền lực, câu cái bích ế, mất dạy vô giáo dục. Mày thấy cái sự ảnh hưởng của tao không Ngọc Sơn? Tao là cái người dọn đường cho mày, để tao cho mày được tao bên cạnh chung. Tao cho mày được bên cạnh tao chung, chứ không phải mày cho tao. Cái chị ba này là tao cho mày vinh quang. Còn mày là cái thằng ích kỷ thấp hèn. Mày tối ngày mày lấy cái bốc một ca nhạc sĩ của bao, xin lỗi, của trong cái showbiz trong Việt Nam để mày xạo, mày nổ. Mày làm gì được cho ai nhờ tại cái bao thoát.
mà mày đòi làm trùm người ta. Mày có cái quyền lực gì? Cái room của mày mở ra mày chỉ thu vé tiền gái, mày đưa vào tay thằng Quý Ngọc lợi dụng mày và tao. Mày gài tao làm người yêu xong mày nạt nộ, với mẹ mày nạt nộ hết cho thằng Quý Ngọc ăn và cái đám chó đẻ cho bao tóc ăn. Cuối cùng cái phòng mày ôm đầu máu ra đường. Mày không biết nhục à? Tao mà không cứu mày, tao ngồi cái bao cốt làm gì những năm qua? Tao cứu mày là tao đang cứu mày trong cái showbiz quèn, một cái rác xã hội quèn mày cắm đầu vô. Mày tạo xì cá đồ, mày lũi cho mày lợi dụng thằng Hồ Văn Cường. Người ta chửi mày lên án tẩy chay mày. Các trung tâm ca nhạc mày gây thù chung quát, y như mấy cái phòng giang hồ trong bao thoát cũng như vậy thôi. Xã hội nó thâu là có chút xíu. Thay vì mà mày ngồi bên kia mày đắt vào cái kênh của tao đó, thì mày coi là cái xấu. Tao biểu không được đụng vào cái kênh giật đụng. Ăn rồi tốt là thách thức tao mất dạy, chọc quê chọc tức mấy thằng mất dạy. Mày là cái thằng bá dơ. Muốn chơi đỉ thì kiếm người khác mà chơi. Muốn ghẹo gái thì kiếm chỗ khác mà ghẹo. Tao từng nói rồi, kêu con gái mẹ mày từ bàn thờ xuống đó mà chơi. Đi vô trong cái email của tôi, kêu tôi xô bộ phận sinh dục trả tiền. Rồi cái ngồi trong cái dung của bà Barbie, nói tới cái bộ phận sinh dục của tôi còn con gái này nọ, xong nhắc tới móc này móc kia cho anh ba. Muốn làm chị ba phải móc cho thằng anh ba. Đồ mất dạy vô giáo dục, đồ bẩn thỉu vô giáo dục. Nói chuyện tới là biến thái, lúc nào cũng bộ phận sinh lý. Nói lúc nào cũng nhắc tới cơ thể, bộ phận sinh dục của tôi. Đồ mấy cái thằng bính hoạn dơ bẩn của mày. Đồ bẩn thỉu với chân tao. Mày sốc nhờ cái đáy quần cái bóc của một con tâm thần con khùng, con thần kinh này. Mày không thấy mày nhục hả? Đó, hình ảnh còn đó, báo chí còn đó. Đó, đưa lên cho đã, xong đặt tên cho tụi. Rồi khi đưa cho mày lên cái showbiz, cái bắt đầu mày bệnh, mày sợ gạt gái không được nữa. Mẹ con mày dắt nhau đi gạt gái. Chứ ai? Tao không rầy la là mẹ con mày giờ này ngồi tù một gông. Bởi cái nhà mày đưa người ta lên mây lên gió, sống ảo, dạy mấy cô gái vô làm nạn nhân. Tôi hỏi chứ thời buổi này nuôi cái gì? Nuôi cái gì? Nuôi trên danh nghĩa chứ mày có bỏ tiền gia tài, tiền bạc mày chia cho người ta trên luật pháp không? Hay nuôi bằng cái đỉ miệng cho câu view? Con nào con nấy nhận ba ba, cả hát, cả mép, cả lờ, cả mông. Lúc lọc sơn như con chó ghẻ, chó đói, sao tao không lấy con nào tới nhận bà con? Hả? Nhận làm người yêu hay nhận làm này làm kia? Bà con trong ngoài nước học trò này kia. Lúc lọc sơn như cái mình rắc như con chó đói, tụi bay ở đâu? Mấy cái con nuôi ở đâu? Lấy cái gì mà đánh vào kênh của tao hả? Hay nhục quá, sợ quá phải bịt miệng. Đánh vào kênh là tại sợ cái miệng của một cái áo cơm. Đang giáo dục, đang hướng thiệt, đang thay mặt bà cụ Kim Long giúp bà. Bà nhờ tôi giúp bà, tôi mới lên đây tôi lấy bà ra. Tôi lấy độc trị độc. Bề ngoài thấy tôi là một người không đúng, nhưng mà thực tế khi nhìn cái chiều sâu có đúng hay sai. Mày lấy tư cách gì mày mở cái phòng trong bao thoát? Nếu không có tao cứu mày giúp mày, mày làm cái gì mà rung nó đông? Tao nói đông không sai, mày làm rung đông như mày được bền không? Cái độ bền, cái độ lâu dài kìa Ngọc Sơn. 17 năm chỉ ba anh ba. Mày thấy tao đưa mày lên, một cái chỉ ba tao đắt lên cho mày. Mày không bỏ một cách chứ con gái mẹ mày. Mày được người ta nhắc tới, mày chẳng bỏ một đồng PO từ trong nhà ra ngoài đường. Nó 17 năm trời, còn những con đàn bà dây quanh mày. Mày tạo những cái xin cái đồ ré tiền mất giải từ con đàn bà bên cạnh mày để làm nhục tao. Cuối cùng có ai nhắc tới tên của mày không? Những cái game mất giải của mày và thằng Quý Ngọc không? Nó ăn rồi tối ngày nó ủng hộ, nó cổ suý mày mở phòng giang hồ cho mày ngồi tù. Mày cắp đầu vô với con thiêu thân. Tao là người cứu mày ra thì mày ngồi mày trả thù với mẹ mày. Một người mẹ tốt, một người mẹ Bồ Tát thì không bao giờ ngồi lấy tiền của những kẻ xúc phạm vào một ân nhân, một nạn nhân, một người bệnh tật. Nhà của mày đồ vô liêm sỉ, đồ mất dạy. Mình là một người sai, mày biết sửa sai. Anh đã biết sai rồi, em táo. Anh đã người sai, không biết kinh nghiệm sống như em. Anh đã bậy, anh sai. Anh biết lỗi, anh cúi đầu xin lỗi em. Anh ngàn lần xin lỗi, em tha thứ cho anh. Mày chẳng những mày không cúi đầu mày xin lỗi, mày dám thả thằng Quý Ngọc ra mày thông đồng. Mày là cái thằng như mẹ mày độc ác, mỗi rỡ côn đồ. Những năm qua mày sai xưa, mày tưởng mày có thời, nên mày ăn ngang ngồi ngược. Mày tưởng mày hay, mày lộng hành trên thế giới online, mày đánh vào kênh của tao. Tao là người vua của trang mạng bao tốt, tao là trùm, tao là bà chủ của trang mạng bao tốt những căn phòng đông. Tụi bay ngồi với cái đáy quần giật cái căn phòng đông là của tao cho. Tao không ra mặt, tao không đứng tên, tao không làm rum, nhưng tao cho cái thời, tao cho cái khách, tao cho cái rum đông, tao cho nguyên một cái trang mạng xã hội bao thoát đông. Mày kiếm cơm tại trang mạng bao thoát, bay và mẹ mày đều biết là do tao, nhờ tao cho.
Nhưng mày rồi cuối cùng mày chẳng biết thân phận của mày. Cái chị ba này thậm chí tao cho mẹ con mày, chứ không phải mẹ con mày cho tao luôn nữa. Tao đứng ở ngoài đường tao không cần tính toán với mẹ con mày. Mày có bao giờ mày biết tới cái cảm giác của tao không? Mày lên truyền thông mày nói nếu mày có người yêu mày sẽ dành thì giờ cho người yêu của mày. Hôm nay mày vinh quang phú quý, mày ngập tràn nhà cửa tiền bạc công danh. Mày nói được một câu như vậy. Vậy lúc mày như con chó đói với cái mình đó, lúc mày không ra gì ngày xưa đó, tao ngồi chung với mày thì mày đã dành thì giờ cho tao không? Hay mày ngồi hạt hải mày chơi chết làm nhục, mày làm những cái trò mất dạy, mày lôi cả đời tư tao một người bệnh tật. Cái tình yêu nào con người nào mày dám khinh người qua lớp áo hả? Mày dám gọi người này thần kinh, người kia khùng điên, trong cái thằng mày là cái thằng tâm thần bị trầm cảm. Nếu bây giờ tao với mày ra ngoài bác sĩ mà chuyên qua mày không có trầm cảm, mày không đáng bị tâm thần, tao làm con của mày đó Ngọc Sơn. Tao chịu trách nhiệm với xã hội đó, tao chúng cái bằng tao sẵn sàng ngồi tù nếu tao nói sai. Kêu bác sĩ tâm lý học, bác sĩ tâm thần ra để kiểm tra mày có, mày có bị trầm cảm không? Mày có bị stress không? Mày cũng trầm cảm, mày cũng là cái thằng có bệnh tâm thần. Mà mày dám dắt giải cái bao thuốc gọi tao con tâm thần. Mẹ mày cũng dày ngửa tay lấy tiền của con gái người ta bệnh tật. Bà nói bệnh tật không quan trọng, nghèo không quan trọng, lòng thành là quan trọng. Bà dẫn tiền của trái tốt tôm này lo cho Ngọc Sơn. Khi nào Ngọc Sơn biết la la chửi chửi, bà là một người muốn Ngọc Sơn có người lo cho con trai bà. Mày bất hiếu, mày để bà cụ nhận tiền của tao. Còn tao cho tiền về, tao thấy thằng Quý Ngọc chơi chết mày, dẫn dắt mày và mày đi bậy đường, ăn rồi làm nhục tao và những người nạn nhân cho bao thoát. Tao cứu mày, tao mới gửi tiền và tao giao thiệp. Tao đưa cho mẹ mày, tao cho sinh nhật cho mày. Trong khi đó mày ôm con bé Ngọc, tao vẫn cho tiền mày. Mày mở phòng, mày không ra gì, mày ăn rồi tối mày lấy tao làm nạn nhân chửi từ sáng tới tối. Mở một cái phòng giang hồ chưa tới 70 khách, 60 khách. Con bằng lâm tiếp căng mít thằng, bao nhiêu người chửi bao tao tao còn nhớ. Kể cả ca sĩ Thái Nhật Anh vân vân, những người không biết trái tốt thơm là ai. Mày mở căn phòng, mày để cho người ta chửi tao. Mày ngồi đằng sau mày câm cái miệng lại. Thằng Quý Ngọc hôm nay nó lộng hành. Nó lộng hành bao năm qua đụng chạm biết bao nhiêu người cho bao thốt gây thù chuột quan. Mày là cái thằng hai mặt rất độc ác. Mày gài thằng Quý Ngọc cho làm anh em. Rồi mày cũng là cái thằng gài ngược thằng Quý Ngọc cho người ta trị nó. Mày gài cho tao trị nó xong mày bên nó. Mẹ con mày ở giữa đắc lợi như ông. Mẹ con mày thọt ra thọt vào để mẹ con mày hốt. Tất cả những ai thù tao là chạy về phía mày hết. Đem tiền, đem mọi cái để cho mẹ con mày. Mẹ con mày chết một cái chứ bằng cái rác rồi đã xong giờ tới mày. Bị dốt vô chùa rồi hết lộng hành tới mày. Mày chỉ còn hôm nay khớp bỏ mày lại. Không có truyền phong, không có luật pháp, không có báo chí, không có những người ở thông minh. Người ta bây giờ người ta mở kênh, người ta biết xài điện thoại, biết ăn theo thị trường chứ không phải một mình mày. Khi mày đang có cơ hội tao tranh thủ cho mày thì mày không biết. Cái mang ơn mày phải biết cảm ơn. Mày không biết không? Bây giờ mày hết cái cơ hội rồi. Cái rung của mày đó mà mày dẫn động mày mở một cái là những người cũ người ta nhảy vào. Mà người cũ là 99% rưỡi là dân giang hồ không. Dân mất dạy đầu đường xó chợ. Dân có rung riêng, dân ghét mày thù mày. Nó nằm trong cái nhóm mà những cái dân thành phần thật sự ở ngoài đời. Cờ bạc đĩ điếm tù tội, chưa kể bất chấp giết người này kia có án mạng. Rồi tụ tập vào gái mại dâm, gái phong trần không nói. Còn những kẻ mà về chính trị không ưa mày, lợi dụng mày để câu cái rung của mày về kéo khách, kéo mạnh thường quân kéo gái. Mày cũng lặp lại bài xưa cảnh cũ. Mày cái thằng nhu nhược ba phải, mày cái thằng ngu si. Mày chỉ có làm cái giọng chảnh chó xạo xạo với tao, với mẹ mày xạo với tao thôi. Mày chỉ là cái thằng tiểu nhân ngu si thôi. Tao cứu mày thì mày ngồi mày trả báo. Mày bàn ra, mày đách, mày phá, mày hại. Mày trả thù. Hãy mà khi mày gặp nạn cái mày nhảy lên. Mày kêu thằng Quý Ngọc gọi vô chị ba cứu anh ba. Giờ này hai thằng mày to rập mở cái phòng. Mày mở phòng thì mày làm không lại. Mày làm lại ai? Tao đã nói nhiều lần rồi. Muốn có chương trình là tao phải đích thân tới Việt Nam. Tao từ Việt Nam tao sắp xếp tao mới làm cho mày. Chứ không phải mày tanh cái bằng mặt mày lên. Ngồi vô bao cốt, tao dựng lên một cái chị ba, anh ba. Tao gầy 17 năm cho cái danh dự chung. Mày phá nát, ăn rồi mất dạy. Mày tối ngày mày đem cái thằng Quý Ngọc vô để chống đối đánh phá tao. Rồi ngồi nói tao phá lại mày. Để mày làm giàu làm đại ca.
cái nít Ngọc Sơn của mày đất lên. Tại vì tao phá con đường thằng Quý Ngọc dẫn dắt mày xì ke đĩ điếm tụ tập gái, mở động đĩ động giang hồ. Tại vì tao phá mày ngồi tù để nó cướp tài sản của mày. Tại vì tao phá nó không được lợi dụng quần chúng để hãm hại mày và quần chúng, những người dân oan. Tại vì tao phá những gì mà thằng Quý Ngọc nó độc ác, nó dẫn dắt mày như con yêu thân. Mày trụy lạc hoang đàn, mày đánh mất bản thân. Tao phá mẹ con mày lừa tin lừa tiền tầm bậy, ăn ở mất giả với quần chúng, và trong đó có tao là nạn nhân. Tao phá những sự độc ác của thằng Quý Ngọc và mày. Chứ có cái gì mà gây thù chú quán với nhau. Chứ cá nhân tao sống ích kỷ, không côn đồ với người khác thì mặc kệ. Tao đâu biết đồng mày hay thằng Quý Ngọc hay mẹ mày. Tao là người giao thiệp với mày, mà tối cả nó chen vào để tỏ vẻ và có mối giao thiệp, là nạn nhân của tao mẹ mày cũng vậy. Tao giao thiệp với mày rồi sau đó với mẹ mày, chứ tao đâu có giao thiệp với thằng Quý Ngọc. Tao đến nhà của mày tao gặp mày, mày không chịu gặp tao, mày để nó chạy vào, nó lợi dụng cái hình của tao, tiền vé máy bay tao vô tiệc vô tùng, rồi chụp hình với tao xong ném hình lên. Đồ mất dạy để làm nhục chọc tức chọc quê tao. Đồ khốn nạn. Mày là mẹ mày đồ mất dạy. Đồ chó các chủ liên khúc mất dạy khốn nạn. Đồ sống súc sanh ngã quỷ. Muốn nói chuyện với tao đó thì hôm nay ra mà ra mặt đi. Mày ngon mày ra mặt mày nói chuyện với tao nè. Đừng có gọi làm trò bịt miệng mà ném đá dấu tay mà hại người. Hở một cái là rinh rập để report YouTube, để đánh kênh của tao. Mày đánh cái kênh của tao rồi thì mãi mãi mày chỉ là chó cắn chủ. Cái dân bao cấp không phải ai cũng ngu. 21 năm trả tốt thôi này chưa bao giờ sống nhờ giang hồ mạng. Tao sống tao chưa bao giờ nhờ một thằng nào con nào nuôi tao. Đồng ý là trả tốt thôi năm ngoái gặp nạn. Có vài người cho tiền. Nhưng trong số nhiều người cho tiền đó, họ cũng bao năm án đi chơi trên cái mạng bao thuốc bao dưới căn phòng đông. Mà họ vô tình không biết trái tốt thôi này là người lập ra cho. Tao cho những cái phòng đông như kiếp. Họ giàu họ ngồi chơi phì chơi chùa. Thì hôm nay họ cho 100-200 đồng. Tao xứng đáng tao nhận. Cái công đức công quả của tao để tao cầu cứu tao. Cứu được tao rồi tao mới cứu lại tụi bay. Cứu tao ra khỏi cái tiền bệnh, cái chỗ ở vô gia cư kẹt trong chương trình nhà nước này. Thì tao mới cứu được cái báo tóc, tao mới cứu được mày và bao nhiêu cái miệng ăn. Mày hiểu cái ý nghĩa đó không Ngọc Sơn? Chứ mày nghĩ sao con người tao du liêm sĩ trơ trẽ mày lên giác đời tư cho mày làm nhục hả? Hả? Mày coi thường, mày coi tao không ra gì vậy Ngọc Sơn? 17 năm tao với mày qua lại lục đục đắp đá nhau cũng vì cái sự ngông cuồng ích kỷ của mày, độc ác của mày. Mày ăn rồi hở một cái mất dạy. Mày là thằng đánh vào kênh của tao chứ ai? Mày là thằng hại tao để cho mất kênh không còn cái nào. Mà cái nhục nhất là những cái kênh ở trên YouTube này là cho mày, giúp cho mày, cho sự nghiệp của mày, giúp cho cái nghề của mày được có cái chỗ tiếng nói, để mày gặp được tao, để mày nghe và thấy, để mày có một người bạn tinh thần, để cho khi mày trầm cảm mày một mình, người ta không dẫn dắt mày bậy bạ. Ở đời ai sống cũng phải có một người bạn có chỗ dựa tinh thần. Mày từng nói với tao là mày muốn có một cái niềm tin sức sống. Mày có muốn gặp tao mày lầm lẫn. Thử hỏi 17 năm qua mày có thật lòng với tao hay không? Tao chưa bao giờ thèm cần yêu mày đơn phương. Tao ở Mỹ, mày ở Việt Nam. Mày thì bị cấm không vào Mỹ, thì tao yêu mày cái gì? Hả? Mày ngồi bao tốt, mày mở phòng toàn là những kẻ mất dạy chửi vào tao. Mày có nghĩa tình không? Nếu mẹ mày và mày có nghĩa tình thật lòng với tao thì cái nhà của mày không bao giờ bất lương, xòe tay mở cửa nhận lấy những sự tung hô vạn tuế, những đồng tiền chết đói cho những kẻ chửi vào tao đồ bất dân. Mày làm người yêu của tao mà tao chỉ được ngồi với mày cho mày vinh quang, còn tao ngồi nhục nhã trong nước mắt. Mày làm chị ba anh ba với tao là tao cho mày. Thậm chí cái lai xô tiền bệnh tật tao đến Việt Nam tao giúp mày ai cũng biết đó. Vào mà nghe chị Trang ve chai, vào mà nghe cả cái bao tốt nhắc lại chuyện xưa. Em Táo mà gọi đồ ăn không dám bỏ thịt trong cái phòng của bà Hải Lý và ông Rolex Danny đó, hai người họ. Mày vô mày nghe mày ngồi đó nít đen mày có thấy nhục không Ngọc Sơn? Chuyện này ai có biết ông nhịn đói tới Việt Nam bệnh tật, không đủ tiền sống, không dám ăn xài. Ở Việt Nam kẹt vé máy bay gì mày? Cho cái live show toàn cả cái bao tốt, trong đó có mày là người đầu tiên tao cứu, mày tao giúp. Một cái thằng Việt Nam quèn mày không được vô Mỹ. Mày không có chỗ ngồi, mày thất thế, mày không có cái gì hết. Tao đứng ở ngoài đường, tao nhịn đói, tao ói từng bụng máu. Tao ăn cơm không bao giờ bỏ thịt, tao ăn cháo không dám bỏ thịt.
tao về Mỹ tại trong nước mắt để cho mày vinh quang, mày ngồi anh ba chị ba mày về. Mày á là khi mà tao về tới Mỹ vô cho bao thoát với nhau, mày lại tối ngày giang hồ mày cắm đầu vào để chơi chết tao và làm nhục. Mày ngồi đó mày lạnh luôn, mày kéo tao vào cái rung giang hồ mạng sao qua TV để chửi tao con đĩ là con khùng kia. Rồi thằng Quý Ngọc láo chết nhảy chữ lên mày nhục, bị anh ba bỏ mày không thèm mày. 17 năm qua tao chưa bao giờ có cái nhu cầu lập gia đình lấy chồng hay yêu ai. Mày không biết nhục khi mày ảo à. Mày tự sướng tới mày nhận bà con rồi tự mày nói mày bỏ người ta, rồi tự mày làm nhục người ta, rồi tự mày quay về, rồi tự mày giải cho cái đám chó của mày, đám đĩ của mày vên mặt. Mẹ của mày cũng vậy, muốn gặp được mày phải qua bà, mà bà quên cái phận bà chỉ là con quản gia quèn. Bà là ai mà cần gặp bà? Bà là một người mẹ thật độc ác. Một người mẹ tốt mà đi kiếm dâu cho thằng con thì sẽ không bao giờ ngay mặt con dâu mà nói tiền, không phải một lần. Mẹ của mày ăn rồi tối ngày làm nhục mày, nhục mặt mày. Thằng Quý Ngọc tối ngày chơi chết làm nhục mặt mày. Cái đám lâu la xung quanh mày làm nhục mặt mày. Những con đàn bà xung quanh mày làm nhục mặt mày. Đàn bà tốt sẽ không bao giờ dạy hư mày, suối hư mày. Con đàn bà mà biết về sự nghiệp của mày sẽ không bao giờ đi Thái Lan chơi với mày, mà mò cái hát cái mặt người ta đang coi cái video của mày, đang sự gây chú ý trong ngoài trên dưới truyền thông. Mày tạo những cái gì, cái đồ rẻ tiền mất dạy trẻ con, lối tao vào làm cái chị ba có giá trị giúp mày 17 năm. Vậy tao giữ cái chị ba này cho mày làm gì hả Ngọc Sơn? Hả? Tao cho mày, tao giúp mày. Cái người ngay trước mặt thì mày không biết trân trọng, còn những kẻ thấp hèn thì mày tân bốc mày nịnh nọt. Nói chung là cái nghiệp của mày và mẹ mày, cái nghiệp của mày nó đã là như vậy. Hôm nay những trang mạng xã hội đau, tao tự nhiên tao giật mình, ủa không lẽ là ảnh hưởng tới lời nói của trái tấu thơm này. Nhớ lúc trước khi Phương Hằng bị tấn công, bị bỏ tù, thằng Đàm Vĩnh Hưng đúng không, có lên ăn mừng chiến thắng ca ngợi. Hai người ta bỏ tù người ta chơi chết, chỉ vì ba cái trò sân si câu view đánh qua đánh lại, y như trong bao thoát, độc ác thải người. Người ta đã bị bắt mà còn ngồi ăn mừng, đồ mất dạy. Còn nhớ tôi gọi tên cái thằng Đàm Vĩnh Hưng không? Và hôm nay tôi thấy nó bị tai nạn. Tai nạn thì không thể đi làm show, không làm show thì bể show, mất vé, mất cơm đi về lại Việt Nam, xách cái bình về Việt Nam rồi. Mà tôi đâu có làm gì nó, cái miệng của tôi cũng đâu có rủa xả độc mồm độc miệng nào đâu, hiểu không? Mày vô trong bao tóc mày kêu người ta đuổi tao, tao chưa bao giờ đi theo cái room nào mà thằng nào con nào mà đuổi được tao hết. Nhưng mà trước mắt là Facebook xích tao là mày đói chứ. Kênh YouTube này bây giờ mạng xã hội, luật an ninh, luật truyền thông, luật báo chí, luật về kêu bằng nghệ thuật ha, kêu bằng trong cái sở thông tin văn hóa đang dòm ngó mày. Và cái nghề mày dính vào cái showbiz, mày dính vào tai tiếng tên tuổi của mày đó Ngọc Sơn, người ta đang chú ý mày. Trong lúc người ta đang chú ý mày thì mày lại đi mày cất cái nhà mày cho gây người ta thêm sự chú ý. Mà ở đời càng khoe của càng ra vẻ thì mày càng chết, có đúng không? Cái thằng nào giàu là cái thằng đó chết trước, cái thằng nào có của có tiền nha. Cái người bình thường thì không sao, mày càng có sự ảnh hưởng thì mày càng chết trước. Bởi vì mày là cái sự tác động vào tâm hồn lẫn thể xác của những cái thế hệ đời sau, những con em thế hệ trẻ. Mày nếu là một người có đạo đức, mày có con nuôi học trò cả đáp con của người ta, giống như cái thiền am kia nhận con của người ta rồi giật con cướp con không thèm trả, đi lừa đảo lợi dụng những con đức, đưa con đức rồi ăn chơi làm giàu trên tiền mạnh thường quân. Mày ngồi trên cái bao tốt tao cho mày chỉ ba anh ba, mà mày ăn rồi mày vô lễ, mày ích kỷ, có một mình mày nó tao dẹp. Tao dẹp thì mày đói đó Ngọc Sơn. Bây giờ vô cái bao tốt người ta chào hỏi mày, có những người không biết bị chúng game mày, bị mày gài xong ngày xưa tưởng thật. Thấy cái game mày bỏ tao này kia không thèm. Nhưng hôm nay tao lên tao đích tao, tao nói rồi tao đâu có quen mày hồi nào. Tao chỉ đưa mày lên giùm, tao giúp làm chị ba anh ba giùm bề ngoài, chứ tao có quen mày hồi nào đâu. Thì mày mang nhục, bởi vì tao đâu có nhận bà con với mày. Tao nhận bà con với mày khi mày thất thế, mày té ngựa, chứ tao đâu có nhận bà con khi mày vinh quang phú quý đâu Ngọc Sơn. Khi mày nhà lầu xe hơi, khi mày cơm áo gạo tiền, khi mày vinh quang phú quý, mày có khi nào mày biết tới tao với mẹ mày không? Tao nói đâu có gì sai. Tao nói trên YouTube này tại vì nhục mặt sợ cái miệng của tao mà bịt miệng. Bởi vì mày là cái thứ ăn cháo đấy bác. Tao là người nói chuyện để cho mày ra tù, ngày xưa cái tù treo tao cứu mày. Chính tao là người vái người bề trên.
về tâm linh. Tâm linh không phải để giỡn chơi. Huống chi trái tóc thơm này sống với 18 con ốc y học ở trong đầu của trái tóc thơm này. Tao không bao giờ dựng chuyện để du khóc hay tự sướng, tự nổ, tự phong hay nói bậy. Ăn bậy chứ không nói bậy. Bệnh tật vẫn là con người, nghèo vẫn là con người. Tao lên đây mỗi ngày mọi người đều thấy cái mặt của trái tóc thơm này. Tao với mày qua lại với nhau là 17 năm rồi. 17 năm tao cho mày làm chị ba anh ba. Còn mày ăn rồi mày ở Việt Nam mày ích kỷ. Mày tối ngày mày côn đồ. Rồi lợi dụng cái nickname của mày nói chuyện. Lúc thì mày yêu, lúc thì mày không yêu. Rồi lúc thì mày yêu, mày không yêu. Khi mày cần cái bao tóc thì mày nói chuyện yêu. Mà mày có cần như vậy đâu. Tao và mày không cần chuyện tình yêu. Vẫn có thể làm một đôi bạn. Mày thấy ông giống Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, chẳng hạn, hay bao nhiêu cái đôi bạn trên sân khấu, đó là những đôi bạn về nghệ thuật, về sân khấu. Bao thoát cũng như cái sân khấu trò đời, thì chỉ ba anh ba tao dư để làm gì? Tao không có nhu cầu lập gia đình, mày cũng vậy. Thì tại sao mày ích kỷ, mày có được những cái quyền lợi? Mày có sao mày không cống hiến cho quần chúng tại bao thoát? Mà mày ích kỷ một mình, chỉ một cái đại ca mất dạy, một cái anh ba mất dạy, một cái thằng đại ca dơ lên ăn cướp, ăn ké, ăn mài, ăn cướp trái cơm đập địa bàn của những con chó các chủ tao nuôi. Cái tụi bên Việt Nam ngày hôm nay nó mỏi rỡ côn đồ vì nó lầm lẫn, nó không biết tao mới là người cho tụi nó cơm áo gạo tiền. Không có tao thì chẳng có một cái rúm nào mà ra hồn buông lại có nhiêu đó rồi đem những cái đồng tiền ra để cho sống vào những cái đồng tiền thất đức bất lương, ngồi mắt người này chửi người kia, xúc phạm người nọ. Tao hỏi mày đó, mày thừa biết những cái đó không có lợi cho cái nghề ca nhạc sĩ của mày. 17 năm rồi, mày là cái thằng ngồi tù treo ở trong đồn công an, mà mày giỏi quên hả? Chính mẹ mày, bà Phan Thị Kim Loan, bà Kim Loan mẹ ruột của mày, nói rõ ràng là mày bật trả tiền 1 tỷ, mày đóng cho công an chung chi, chính mày lấy mày cầm mít mày cũng kệ. Mày bị phạt 1 tỷ, nhưng rồi mày vẫn sách động, mày vẫn cổ suý, mày vẫn cắm đầu, mày vẫn ngập chìm, mày vẫn thách thức chính quyền Việt Nam, mày thách thức luật pháp Việt Nam. Mày mới là cái thằng không ra gì, mà những người học trò con nuôi, đệ tử người nhà trong ngoài nước không hề biết những chuyện này. Vào đây mà nghe, họ vì mày mà tới nhà mày câu view, họ là đồng phạm với mày. Mày tổ chức là cái phòng, họ nhào ra trong nhà mày. Mày lập là cái phòng Star TV, trước sau gì giang hồ mạng sẽ đập bể mặt mày. Vô dành cơm, dành gái, dành tiền, dành danh, dành quyền lợi, quyền lực chung với mày. Ăn thua với mày, dù kiếm chuyện với mày, trước sau cũng sẽ trả thù mày và thằng Quý Ngọc. Thằng Quý Ngọc nó gây thù chủ quán, ai cũng không ưa nó, kẻ thù đầy cái bao thoát. Mày sẽ ăn tất cả lên công an làm việc. Khi công an bắt mày rồi thì của cái tiền bạc về tay ai? Có phải về tay thằng Quý Ngọc không? Nó ngồi đến châu chân 17, 8 tuổi xuống để chờ mẹ mày chết, để hất tao ra. Hất tao ra bên Mỹ này để thống chế mày. Hất tao ra để cầm đầu mày, để cướp hết tất cả của mày. Nói ai điên, nói ai khùng. Mày dám kêu thằng Quý Ngọc thề trước mộ mẹ mày, trước hồ mồ của cha mày, tao sẵn sàng đứng trước mộ mẹ mày. Những lời nói của trái tóc tôm này, tao hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp của Việt Nam. Một trái tóc tôm chưa bao giờ sợ ai. Sợ là bánh xe thời gian không kịp. Sợ là vì kẹt trong cái tiền bệnh tật không lỡ đi tuổi xuân. Chứ tao chưa biết sợ thằng nào con nào. Tao bị dướng tay dướng chân vì chỗ ở không ổn định. Sống trong tiền bệnh tật tao không ổn định, kinh tế là chỗ ở chỉ vậy thôi. Chỉ cần đi ra dẹp tiền bệnh tật, có cái nhà ở, có cơm ăn ổn định, coi ai làm lại tao. Cái nhà của mày đó Ngọc Sơn, tao sắp xếp cho mẹ con mày 17 năm. Vì tao biết có một ngày nào đó mày sẽ cần tao trợ giúp. Vì trên đời này chỉ có tao giỏi, tao tốt, tao hiền, tao đàng hoàng. Chỉ có tao mới có thể lo cho mày, cứu mày, giúp mày được thôi. Tao không bảo kê tình dục, tình duyên hay đẻ đái. Tao sinh ra không phải máy đẻ của mày. Tao sinh ra không phải nô lệ, nô tì của mày. Tao làm chị ba này không phải để cho mày làm nhục với mẹ mày làm nhục. Và những thằng con điên, con chó của mày làm nhục tao. Mày nghe chưa, cái thằng mất dạy, ca sĩ Ngọc Sơn, thằng anh ba Ngọc Sơn. Hồi xưa giờ mày sống nhờ cái đái quân. Mày bắt vào tao làm chị ba anh ba. Mày mà có được vinh quang, mày có được cái showbiz ngày nay là do tao quỳ trước cái cửa nhà mày. Do tiền bệnh tật, do tuổi xuân, do uy tín, do lòng thành, do cái tâm tao cứu mày, tao giúp mày với mẹ mày. Cho nên mẹ con mày nợ ân tình của tao, tao mới dám chửi vô cái bàn thờ bà cụ. Tao chửi không phải tao mất dạ, tao hỗn hào với bà. Mà tao dùng
mẹ vô với giáo dân để tao cứu mày. Tao không cứu mày thì giờ phút này mày ngồi tù một công. Giây phút này 6 tháng 3 2024, hợp trại từ năm ngoái tới bây giờ, mày mở cái phòng là mày ngồi tù rồi. Tao không chống lại kịp thì mày ngồi tù rồi. Tao đã nói đi nói lại cái nick Ngọc Sơn, mày tạo 3 chữ Z trước Z sau. 3 chữ Z đó là của tập đoàn chốc cộng chuyên nghiệp giang hồ mạng. Giang hồ chốc cộng chuyên nghiệp mà mày cũng lập cái nick. Tao biểu bỏ cái nick đó, mày dớt lập cái nick. Mày thấy nó cố tình đi cái nick của mày vô để hại mày không hả Ngọc Sơn? Tao nói không được mở phòng là nó vô nó mở phòng, không được mở phòng giang hồ là nó mở phòng giang hồ. Cái nào mà tao làm là nó đánh phá. Tao biểu không được đúng vào kênh YouTube là nó đùng đùng mất dạy. Là do mày cầm đầu chống lưng cho nó với mẹ mày. Mẹ mày bị tao chửi vào cái bàn thờ là do mày bất hiếu. Mày ăn rồi mày ép tao nhắc tới tên mày để người ta chú ý tới mày, để mày vô mày hốt khách trong cái bao thuốc, lợi dụng sự bức xúc, sự nhắc tên của tao, vừa chơi chết kênh của tao để bịt miệng, để chọc tức tao, để đánh tiếng trên cái YouTube này, để thể hiện cái quyền lực của mày trong nhà cho những con đàn bà bị mẹ con mày gạt. Người ta không biết chuyện chiều sâu sự thật, gạt lừa những cô gái vào. 17 năm mày có tao lo cho mày, chứ không phải mày không có ai lo. Mà mày giáp nó không ai lo. Tao quăng hình bà lôn nhận tiền nhận quà của tao đó, sao không ai lo? Tao đứng với mày tại nhà mày sao không ai lo? Mày giáp lên chuyện tao gạt gái, đó không phải mẹ mày bậy, mày bậy hả? Dạy mày tầm bậy tầm bạ, người đời không chú ý mày. Nhưng nếu những người mày vạch lá tìm sâu biết soi, người ta soi đúng, người ta chỉ điểm thì mày chết có bị thương. Tao rầy những năm nay để cho mày tốt hơn, mày khôn hơn, mày bảo vệ mày. Mày coi là cái bà mẹ của mày thì mày đi mày trả thù gì tao. Mày binh mẹ mày phải binh cho đúng, người nhà mày phải binh cho đúng. Mày ăn rồi mẹ mày và cái thằng quý tộc hại mày, còn tao tối dài đi cứu mày thì mày trả thù tao. Mày để cho nó dắt làm nhục tao tại cái bao thuốc chị ba này của tao cho mày. Mày không cần thì tao vứt đi. Nhưng chị ba là của tao chứ không phải của mày. Mà mày chỉ tay năm ngón, mày dám cốt đồ mất dạy. Kênh YouTube tao mở ra cho quần chúng được gặp tao, chứ không phải cho riêng cá nhân một thằng không ra gì như mày. Tao ngồi để tao với tư cách tao là chị ba của một cái cộng đồng trang mạng, tao đưa mày lên, tao cho mày được hưởng cái ơn mưa móc của một nữ hoàng thách nữ trái tóc thơm này. Tao cho mẹ con mày ăn theo thị trường, tao cứu mẹ con mày cho có chén cơm chỗ ngồi. Đời làm người đã hết, không còn cái 10 năm hay cái 17 năm. Trái tóc thơm này cũng già yếu rồi, sống nay chết mai. Giờ này ngồi đây nói chuyện cho mày nghe, cho tất cả nghe thì cũng là cái bữa ăn của các bé sốc. Mày đem lấn vào cái giờ người ta ăn, tao phải đứng dậy tao cho ăn ở đây. Vô đấy mà nghe chung với nhau những gì tao nói ngày hôm nay. 7 giờ 10 phút buổi sáng, ngày 6 tháng 3, 2024. Ngồi cái bao tốt thể hiện sự mất dạy. Vậy chứ các tiệm nail, các người Á Châu, người Việt Nam đi ra đường, bị người ta kỳ thị đánh cho một con chó ghẻ đó xong ngon ra đi, thể hiện đại ca với cái mẹ. Hả? Lủi luôn cả nguyên chiếc xe tông vào tiệm nail đó câm mầm chó lại. Hay đi ngoài đường đập với con chó đó sao tụi bay không ngon mà ra. Còn mày đó, mày với cái thằng đệ tử của mày đó Ngọc Sơn. Hả? Khi người ta đánh mày như một con chó hổm ra cái vụ Hồ Văn Cường nè, Phi Nhung nè, sao không thấy thằng nào con nào mà giáp lên tiếng để bảo vệ binh vực mày? Hả? Mẹ mày thì ngon lành lên bàn thờ rồi, dịp gì tới bà? Còn cái thằng kia nó làm gì cho mày giờ hả? Cái thằng hồ súc sanh kia nó làm gì cho mày giờ? Nói là có gì đâu ăn. Đây nè, đứng chờ đây nè. Để bà mang lấy cho. Qua giờ cống làm kịp, nó chưa bẻ dụng, mà bẻ nhỏ cái mì rối. Cũng chưa bẻ kịp luôn cái bánh ngọt nữa cho nó nhỏ ra. Bẻ nhỏ ra giữa cái bàn tay thôi. Để bà mang làm cho. Làm từ thiện. Mở mày cái rung thì mày phá nát, mày đòi phải rung giang hồ. Mày làm không lại, mày một hai phải giang hồ mày mới chịu. Mà ca nhạc sĩ gì mà ăn rồi tối nhà giang hồ mới chịu. Mà giang hồ cũng ngu nữa. Giang hồ mà mày đối diện, mày trực diện thì ai cho mày ăn, ai cho mày chơi, ai cho mày sống. Đồ ngu, giúp mày từ gián tiếp tới âm thầm mày còn mày phá nát. Làm chị ba cho mày, mày phá nát. Mở kênh là cho mày đó, mày phá nát luôn. Nhắc tới mẹ mày là còn thương mày với mẹ mày, là phá nát luôn. Đàn bà thì mày nhiều thiệt, mà toàn mấy con đàn bà bệnh hoạn, chứ có con nào thật lòng với mày đâu.
Mày đi tới đi lui với cái con người tình của mày trong nhà thì cũng giống cô bé Ngọc thôi. Mày quen người ta mà mày ép người ta trong nhà đâu ai biết. Chứ hỏi người ăn kẻ làm đệ tử hỏi. Đi chứ làm gì mà đưa lên cái ma hát mày mà mò vậy sợ vậy hả? Sao qua mặt được tao hả Ngọc Sơn với sự thông minh của tao hơn người? Mày thường nói với mẹ mày, mày khen tao là người cực kỳ thông minh. Mày yêu tao, mày mê tao là vì tao thông minh, tao giỏi, tao tài, tao đức. Mày yêu tao đâu phải cái chuyện tao đẹp hay xấu thân xác, mà tại tao thông minh đó, tao giỏi đó. Mấy con đàn bà của mày làm sao mà giỏi bằng tao? Tại vì tao thiếu ăn, thiếu dinh dưỡng, tao vì khổ từ nhỏ tới lớn. Chứ thử coi bồi dưỡng hả mày, bồi dưỡng này kia đầy đủ, tôi có nhà cửa đàng hoàng, dẹp tiền bệnh tật, có tiền bạc bảo vệ hả mày, đầu tư thử coi son phấn áo quần coi đẹp không, rực rỡ không, sang trọng không, nổi bật không, thử coi coi ai bằng tao. Tại vì nghèo mà ra thôi, ai mà không biết. Tao ăn diện lên tao đi ra đường có ai biết tao người bệnh tật? Tao mà không nói có ai biết không? Mà tao sống là 18 con ốc ở trong cái mặt của tao nè, nó nằm ở trong hàm tao nè, 18 con chứ không phải 1-2 con nữa. Nhưng tao cũng phải sống. Không lẽ bây giờ thấy mày chết không cứu, mày thấy mày sai không nói, thấy mày hư mà không rầy không la, tao làm ơn mắt quét. Gặp người khác việc gì tới tao, tao ngồi tao cứ căng miệng lại kệ mày á mày, cho mày chết cha mày, mày mất dạy cho mày ăn rồi mày chết. Tao với thằng Quý Ngọc đâu có thù ghét gì nhau, mà tại mày mà tao người ta mới thù tao thôi. Vì tao cản con đường nha, tối ngày mày vô nó chỉ đất thóc là mày muốn cái room là nó chạy cầm đèn đi trước ô tô, nó dùng cái con đường tiểu nhân của nó đi. Mày biết tao ngồi trên YouTube này, mày coi kênh YouTube mỗi ngày chứ Ngọc Sơn, mày đâu có đuôi có điếc, mày đâu có câm, mày xạo thôi, mày không ra mặt. Rồi mày sai cái thằng Quý Ngọc á thay mặt mày đụng tới tao. Kênh YouTube của tao mà không có mày ai đụng tới hả Ngọc Sơn? Đâu ai rảnh. Cái kênh mà mấy chục triệu view của tao vào lúc 16, 17 năm trước đất, không có một cái kênh nào đụng mất dạy. Hồi đi ra cho mấy đứa nhỏ nó ăn, nó đói lắm rồi tội nghiệp. Sống mà, đồ ăn của tụi nó nè. Kẹo sô-cô-la nó đi lên order nó trộn vô. Kẹo sô-cô-la rồi đậu rồi bánh đủ thứ hết, hộp đi che rồi. Nó ăn trong mấy ngày à. Đồ ăn không kịp in tiền á, một tháng tiền tụi nó mấy trăm đồng, cả ngàn đồng bạc. Đâu có đợi coi tiền bạc cứ mua trăm. Vô vào top lâu lâu cho được 100-200, làm với ớt, tôi làm game, làm cuốc, chửi bới lung tung. Không bằng có bữa ăn tụi nó trong 3 ngày đi hết, từ 5 ngày. Tao xấu xí, tao già nua, tao bệnh tật, tao xương sậu, tao còi xương còi da, nhưng mà tiền dinh dưỡng bao nhiêu là vô đồ ăn mấy con thú nè. Tao làm phước, tao không có đồ ăn, tao không có đủ dinh dưỡng là cũng tới Việt Nam tao nhịn đói. Cười nhạo tao ăn cơm có bóng bỏ thịt mà tao đứng ở ngoài đường cho một thằng Ngọc Sơn vinh quang để làm một thằng anh ba ngồi ngốt lần tại cái bao thóp. Còn khi mày vinh quang với mẹ mày có bao giờ mày nhịn đói cho người khác ăn cơm không Ngọc Sơn hả? Chén cơm manh áo trên cái bao thóp là tao cho xong danh dự với tụi Việt Nam đánh đá nhau. Cái tụi Việt Nam mất dạy. Nó chờ từ nãy giờ bữa ăn của tụi nó để cúp cái ghi âm này vô mày nghe chung đi. Chuẩn bị lập kênh, lập room cho mày là phá nát hết, không còn một cái gì đồ mất dạy. 7 giờ 16 phút sáng ngày 6 tháng 3 2024. Tao và mày chưa bao giờ có cái mối tình nào hết, mày chỉ lợi dụng tao thôi. Nhưng mà đừng có bao giờ đi bán rau và một trái tấu thơm này nói bậy nói bạ vào cái danh dự của tao. Một người phụ nữ có một cái giá trị lương thiện. Mày không cần phải yêu tao. Tao không có ép duyên mày. Tao cũng chẳng có yêu mày một mình. Tao chẳng có yêu thầm mày mà tao cũng chẳng có về Việt Nam để sống với mày luôn. Tao là người Việt kiều ở Mỹ. Chưa chắc gì tao về Việt Nam. Nếu tao có cơ hội tao ở hai nước. Già yếu rồi đuối rồi không có sức khỏe nào tao ở một bên. Mà tính đi tính lại mà Việt Nam không xong thì tao không có về. Tao từ xưa giờ tao chủ kiến là đưa mày qua Mỹ này, cho mày làm cái make in Việt kiều, cho mày nổi bật, cho mày bằng người ta giới đồng nghiệp của mày, cho mày
tao mở tụi cái trung tâm ca nhạc cho mày giúp mẹ con mày nữa. Tụi thằng mất dạy, tiền bạc ấp lẫm đồ ở trong này kẹt ở bên nhà kho kìa. Giờ bữa tao đem qua tao lôi ra tao chửi vô mặt cho mày biết nhục. Muốn nói chuyện với tao để tao lôi ra tao tính sổ từng thằng từng con một. 7 giờ 17 phút sáng ngày 6 tháng 3 2024. Trái tốt thơm chưa bao giờ sống nhờ cần giang hồ mạng nào. Bởi vì tao là cái người cho giang hồ mạng ăn mày tao nhiều cái phòng ế phòng đói. Ăn ké ăn bám vào tao. Mười mấy năm nay 20 năm qua không có tao thì đâu ra cái trang mạng bao thoát. Rồi những trang mạng xã hội trên này ở đâu mà ra. Những bao thoát qua đây câu view ở đâu ra. Hiện tại trên YouTube này bao nhiêu phần trăm là dân bao thoát chứ đâu. Hay Facebook hay những trang mạng xã hội. Thôi để cúp cái ghi âm này đi, để ra để làm công chuyện.